Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị thân mến, tử vi học là một bộ môn huyền học, chuyên nghiên cứu về số mệnh con người. Tử vi giúp chúng ta biết trước được thiên cơ, vận dụng và cách hóa giải để cho cuộc sống của mình được tốt hơn. Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 tháng 7 âm lịch sẽ giúp quý vị nắm được vận mệnh của mình trong tháng 7 trên các phương diện về tiền bạc, công danh sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên gia đạo. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 7 âm lịch tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, cho nên họ phải gánh vác trên vai rất nhiều những áp lực và nhất là vấn đề về kinh tế tiền bạc. Đây chính là thời điểm cực độc nếu như bản mệnh không nắm rõ được vận trình của mình cũng như là cách hóa giải hung tinh thì những người tuổi Đinh Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì rất có thể bạn sẽ gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân vây hãm và quấy rối liên miên. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể hóa giải được vận hạn này? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 7 âm lịch để biết rõ hơn về vận mệnh của mình. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ chính là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Người sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo, luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện trở thành gia chủ trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác bởi bản tính đa nghi của những người tuổi Đinh Tỵ. Họ cũng là người rất hài lòng với cuộc sống của mình và yêu thích sự hài hước. Người tuổi Tỵ sinh năm 1977 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần luôn nghiêm khắc với bản thân của mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm của đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần phải tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện, tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp mậu dương thổ nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ cho thấy xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên, có thể bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Bạn nên tập trung vào các công việc nhỏ nhưng chất lượng, không nên tham lam, ôm đồm nhiều việc. Nếu có cơ hội hợp tác hiệu quả với mọi người xung quanh, bản mệnh có thể khắc phục được mọi khó khăn, thậm chí đạt được thành quả đáng ngạc nhiên. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cần chú ý quan sát tình huống và thái độ của mọi người xung quanh, không nên làm việc quá tự do, theo ý thích cá nhân vì điều đó có thể gây nên ảnh hưởng không tốt tới tập thể. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tháng này tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ sinh năm 1977 không có nhiều dấu hiệu khả quan. Công việc không thuận lợi, kéo theo đó là thu nhập giảm sút, những khoản thu từ người tay trái cũng không đáng là bao. Không những vậy, trong tháng cũng có rất nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Đinh Tỵ nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ, những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Đinh Tỵ may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều mà tinh thần mệt mỏi, dễ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi cho rằng tháng 7 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Đinh Tỵ không cẩn thận. Đây chính là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm việc quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi năm 2022, tháng 7 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Đinh Tỵ bình thường không khởi sắc nhưng cũng không quá ảm đạm. Bạn vốn là người có cá tính mạnh mẽ và sống rất đơn thuần. Bạn chính là kiểu người thích hành động hơn lời nói và thường làm những gì mình cho là đúng. Trong tình yêu, bạn chính là kiểu người hơi bất cần và liều nên khiến đối phương phải tò mò tìm hiểu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Đinh Tỵ dễ mất kiên nhẫn nổi nóng với người thân của mình. Bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự vợ chồng, để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là tấm gương tốt cho con cái noi theo. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp Tỵ tam hợp Tý và Thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá Tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Hợi, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Hợi, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Hợi, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn,
chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, sát thân, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Thân, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 7 âm lịch này, và hy vọng rằng là thông qua những kiến thức mà chúng tôi vừa mới chia sẻ tới cho tất cả quý vị thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để chúng ta bước vào tháng 7 âm lịch này với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống thì đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên là quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống này nếu như mà mình chưa có đủ may mắn, và hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.